bóng nhìn thấy hai cái biểu tượng của đôi giày là biết rồi. Con giày này của em là nó chỉ hết buồn thôi. Là tìm taxi đánh cái này trước này phải không? Cái đó giày mình dơ đi bụi đó anh, mình đánh cái đó trước xong rồi mình xịt xi vô. Trước tiên cứ lấy đôi giày anh Hải vô xịt trước đi. Để xem coi như là người ta đánh lên nó có mới, có đen trở lại không rồi mới tính tiếp. Công nhận từ hồi hạ về là thấy ở đây nó mới liền. Dạ. Rồi, lúc anh học bao nhiêu lâu rồi ra không có. Chị sao em thấy cái kia nó đen quá vậy chị? Cái đó nó màu ghi đó chị, chứ không phải nó đen đâu. Dạ, màu trắng đâu. Cái đó là màu xám xám, màu ghi. Vô lấy xi xong rồi. Ngồi lấy ghế ngồi đi lại. Bỗng nhà bỗng. Làm thử đi anh. Đây anh này đang làm gì á? Lúc giờ vô là nó đang chạy à? Còn tay con taxi rồi. Rồi. Bên này bên kia chưa? Cái đó lấy xi đó chị. Lấy xi xong rồi lấy đâu? Lấy xong rồi để bên nào? Bên trước hả? Dạ đưa chỗ mềm anh, đưa qua chỗ mềm. Bên này hả? Dạ. Để về. Để tóc luôn. Anh cứ đưa chân rửa, lại rửa cho nó có mắt hình nó đầu. Ủa trời. Anh cứ đưa cao lên nó đánh mạnh thì cái xi nó loa ra được nó mới đẹp dài. Ủa mới tin lại luôn rồi á. Mang đi về kia. Mang đi về kia cái vô đạt được rồi. Xe để đâu chị? Dạ, xe cái hộp màu đen đó chị. Rồi mình châm nó từ đâu? Mình mở dở, ra mình dở cái hộp đó ra, có nó cái lõi trắng bên trong á, là mình đổ vô. Để có lý chứ. Cái này cô lấy quay rồi, tập thể dục cũng được. Bỏ giày vô nó tự chạy hả? Dạ, mình đưa chân vô là nó có cảm ứng một lần. Bên kia trước, ở giữa trước, ở giữa cho nó có cảm ứng có vậy đó. Hay quá vậy ta. Cái này bao nhiêu giờ cơ máy này? Dạ, anh đây cũng... cái này 10 triệu mấy trăm á. Ờ. Bây giờ phải đánh khí thế luôn ha, đánh dài. Khí thế luôn. Trời ơi, vậy là mai mốt khách hàng vô là... Cái này là đúng rồi. Cái này không là phải ai nói gì nữa không? Ủa hết chạy rồi. Chắc là lợi lâu quá. Em đưa em lên chạy rồi. Đưa vào cái cơ chỗ có mắt sang. Rồi, một chiếc. Giờ ngồi đó, một chiếc. Thank you.
Quảng cáo. Thôi. Được á, em đổi 5 nghìn được á. Được mà. Để cho anh cứ thể được. Được. Nói thôi anh đưa cho anh qua. Đưa cho anh qua. Anh thấm từng chi hết. Từng chi đen. Đúng rồi. À, vừa qua nhanh được đủ mọi. Mẹ nói chân này mà bị bong da này nọ bò nó cào đi luôn. Anh quảng cáo với bằng cái thương hiệu bên dạng. Chân đen là lắm. Chân đen hay chân trắng. Phải. Rồi, sao không? Dạ, cảm ơn anh. Tặng cho hoa đẹp lắm.